Xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ nhất của giải đấu Hoa Hồng Thép, giải đấu đến từ Gaina Free Fire dành cho 50 nữ game thủ tài năng được họ mời tới trong giải đấu này. Và nếu như tôi đang nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta chỉ có 41 đấu thủ thôi. Đây là một ván đấu solo và để xem những cái tên nào sẽ là những cái tên lên ngôi ở trong cái giải đấu chỉ toàn dành cho những game thủ nữ này. Và các bạn cũng nên nhớ rằng trong giải đấu này thì các game thủ của chúng ta cũng toàn là những cái rank nó tầm kim cương với huyền thoại chứ không phải đơn giản đâu. Đây là SCVG Moon và cô này ngoài đời có lẽ tên là Nguyệt. Đó là lý do vì sao chúng ta chọn cái tên đó là Moon. Đây là ASB Alice đến từ quân đoàn Apollo Spy. Và King of Free Fire Kona là người mở bát họ cho cái ván đấu này. Và lúc này Phúc Xá Broom cũng đã có mạng gục dành cho mình. Và đó là một pha di chuyển rất tốt đến từ vị trí SCV Moon, né được sát thương đến từ XP Alice. Nhưng mà Alice đã là người có mạng gục ở trong pha thi đấu này. Rất tốt cho Alice ngay khi vào ván đấu thì Alice đã có cho mình mạng gục, lấy luôn khẩu AWM đến từ đối phương. Đây là SCVG cô Trang. Vâng, Trang nhưng mà lại Trang CH. Vâng, đây là nắng Trang Trang rồi. Và nếu mà những cái thời kỳ mà nắng chang chang, người ta gọi là nắng cực đây anh em ạ. Lúc này SCVG dế máu ấy cũng đã phải nằm xuống dưới tay của một người chơi khác. Đây là Gao Cô Ngân, một trong những nữ game thủ cực kỳ đáng chú ý ở trong ván đấu này. Và nếu như mà chúng ta hay nói vui, đây là một trong những nữ game thủ cực kỳ nguy hiểm. Đây là CLA V. Và CLA đó là quân đoàn cậu là ai. Đó là một trong quân đoàn rất lớn và cũng có rất nhiều những cô nàng xinh đẹp. Đây là Fear Vợ Linh. Hôm nay thì đáng có trong người chỉ là mũ một thôi. Sử dụng nhân vật Moco kết hợp với Nikita và Kelly. Đó là một cái bộ combo cũng tương đối tốt. CLAV hình như vừa rồi có một pha giật lag thì phải. Tôi nghĩ là như vậy, khi mà người chơi Vợ Linh đã có một cái pha khinh công ở trên chiếc xe của mình. Và lúc này thì đang lái chiếc xe thể thao đi về phía khu vực làng thông. Đây là GAV Quyên. GAV một trong quân đoàn cực kỳ lớn và đã từng đứng ở vị trí hàng top 1 ở trong Gaina Free Fire. Đây là Ăn Bún đến từ team Ăn Thịt. Vâng, mặc dù đã tên là team Ăn Thịt nhưng mà tên là Ăn Bún đi. Tôi sẽ phải hỏi lại Starboy VN xem tại sao cô nàng này lại tên là bé Bún và tại sao lại tên là Ăn Bún đi. Tôi nhớ là cô này thì thường được gọi là bé Bún ở trong quân đoàn team Ăn Thịt của Starboy cũng như là Ha Ha. Đây là King of Khơm. Đây là DK Mỡ Chân. Vâng, DK Mỡ Chân. DK đó là quân đoàn cùng team với cả Mijun Kim, hay chúng ta còn biết đến với cái tên đó là DK Chị Già. Sila Dợ Kinh. Vâng, Vợ Kinh. Vợ Kinh 86 phát hiện ra một người, đó là phía Vợ Linh. Và Vợ Kinh thì chắc chắn là phải ghen Vợ Linh rồi. Vợ Linh thì chỉ là vợ của anh Linh thôi, còn Vợ Kinh thì là vợ của vua, nghĩa là hoàng hậu cơ mà. Và đó là một pha sử dụng MP40 tốt đến từ vị trí của Vợ Kinh. Đây là HN Vịt. Cô nàng này đang có trong tay đó là Sky cũng như là UMP, đã chuyển sang 75 án bé Mi, nữ game thủ chuyên nghiệp duy nhất ở Gaina Free Fire khi mà cô nàng này từng thi đấu cho đội team BTT ở trong giải đấu đấu trường sinh tồn trước đây. 75 mát bé Mi có trong tay lúc này đó là khẩu P90. Trong khi đó đây là SG Vợ Sún. Vợ Sún cũng có trong tay đó là MP40. Đây sẽ là một cái pha thi đấu khá là căng kèo. Tôi thì có được quen biết cái cô nàng Vợ Sún này tại vì cái nick phụ của cô nàng Vợ Sún này thì có trong quân đoàn Riaki của mình. Nhưng mà điều đó thì cũng không quan trọng lắm khi mà lúc này thì SG Vợ Sún sẽ có một pha bị dính dập đến từ vị trí của 75 mát bé Mi. Và đó là sẽ là mạng gục đến từ 75 mát bé Mi. Tôi cứ ngỡ rằng Vợ Sún sẽ có một pha phản đòn tốt, nhưng không, bé Mi vẫn quá bản lĩnh. Lúc này thì GTV sụt nè, có những pha bắn vị trí của GAV Quyền, kéo đi của GAV Quyền khoảng 80% máu, khá đau dành cho GAV Quyền. Lúc này thì sụt nè cô ta đã có trong tay nó khẩu Pharmax cũng như là UMP. Và với cái vị trí bắn như thế này thì sụt nè hoàn toàn có thể tiễn GAV Quyền lên bảng trong một đốt nhạc nữa mà thôi. Đây là WG Dark of Nu. Vâng, đây là người yêu của thanh niên. À, đây là Nu thôi, không phải Dark of Nu. Tôi vẫn quen mồm gọi là Dark of Nu, nhưng mà trình độ bắn thì cũng không kém gì người gọi là cái anh người yêu ở quân đoàn WG cả. Và Nu cũng là một trong những game thủ khá nổi bật. Nếu như bạn nào có xem cái giải đấu cặp đôi đại chiến gần đây, có thể thấy là WG Dark cũng như là Nu thì họ phối hợp với nhau gọi là nhịp nhàng như đẩy xe hàng luôn. Một thành viên khác của WG đang có mặt trong trận đấu này đó là WG Pullai. Và cô nàng này đang có trong người mũ 1 da 1. Cô nàng đến từ King of Free Fire tiếp tục có mạng gục ở trong ván đấu này. Hai mạng gục chỉ còn lại 13/200 máu, nhưng thế là đủ để cho cô nàng chiến thắng được ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Chúng ta còn lại 28 người còn sống ở trong ván
đấu này mà thôi. HP Su Tỷ, vâng, Su Tỷ leader là người lãnh đạo của team đất cảng ở khu vực thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Và lúc này thì Su Tỷ đang có trong người đó là mũ 2 giáp 4. Trong khi đó thì đây là SCVG Min Lisa. Tôi nghĩ rằng đây là người yêu của thánh hiền SCVG Duy Lisa. Nếu như bạn nào chưa biết thì Duy Lisa cũng là một trong số những thành viên của SCVG từng thi đấu trong giải đấu Trường Sinh Tồn. Và trong bàn đấu này của chúng ta thấy rất nhiều các thể loại em gái mưa, người yêu, vợ, rồi vợ chưa cưới, rồi người yêu cũ, các thứ của những game thủ chuyên nghiệp mà chúng ta thường quen mặt. Vòng bo của chúng ta nó sẽ rơi vào đâu đó, tôi nghĩ là khu vực đèo đá hoặc là khu vực cổng trời. Đây là COA Bông, và Bông thì đang có trong tay đó là một khẩu M79, có mũ 2 trong người. Và với việc mà chỉ có M79 thì chắc chắn Bông sẽ trở thành mối hiểm họa cho những game thủ khác. Đây là ST Huyền Sinh Gái. Hồi trước thì tôi cũng có thắc mắc về thanh niên ST Huyền Sinh Gái này. Tôi không biết là XG là viết tắt của gì, và thậm chí là bạn Huyền này còn vào trên cái livestream của tôi để giải thích là tên em là Huyền XG, tức là Huyền Sinh Gái. Vâng, tên rất là hợp lý. Và Huyền Sinh Gái thì đến quân đoàn sát thủ. Đây là King of Free Fire Kona, mũ 3 sát 3, tính đến thời điểm này của bàn đấu có trong tay UMP cũng như là AK. Và King of Free Fire Kona, hai mạng gồm sử dụng nhân vật Kelly kết hợp với Paloma và Maxim. Ở phía đối diện đó là phía bé ú đến quân đoàn CVN. Phía bé ú cũng là một trong những người bắn cực kỳ hay ở trong cái bản đồ, trong những cái giải đấu mà dành cho nữ. HP Su Tỷ quyết tâm là sẽ tấn công ở vị trí của Mi Buồn đến từ WAG, nhưng đó là một pha tính toán công được tốt đến từ Su Tỷ và khiến cho cô ta mất đi cho mình gần một nửa lượng máu. Bây giờ sẽ bơm lại lượng máu, trong khi đối phương vẫn đang cố gắng. Không, đó là một pha xử lý tốt đến từ Su Tỷ, ngay lập tức có một pha headshot ở vị trí của đối phương. Trong lúc đó chúng ta đang có SCVG Tỷ Tỷ cũng hạ luôn vợ gấm đen, nhưng Han Nờ Vịt là người chen ngang vào và có bạo cục tiếp theo trong bản đấu này. Rất đen cho SCVG Tỷ Tỷ. Vâng, rất nhiều là cô nàng ở trong Gangnam Free Fire Việt Nam thích đặt tên là các loại tỷ tỷ các thứ, và điều đó thì khiến cho các bình luận viên sẽ đôi khi gặp khó. Đây là đề ca vợ anh chim. Vâng, vợ anh chim mẹ đang bay ở đây. Vợ anh chim thì chắc là chúng ta phải đặt tên nó là cô bướm hay là một cái gì đó anh em nhỉ. Và đây là King of Free Fire Kona. Vâng, cái lúc mà Kona hạ gục được nhiều mạng thì chúng ta không được xem, còn bây giờ thì Kona đang ở trong một cái tư thế phòng thủ. Vâng, thì chúng ta lại đang được xem cô nàng này vừa nhặt cho mình một khẩu Spas 12. Lúc này thì vợ anh chim, Kona, Su Tỷ, Han Ở Vịt là những người đang thi đấu rất xuất sắc ở trong màn đấu này với hai mạng ở gục. ST Huyền Sinh Gái, cô ta sẽ tiến ra khu vực này. Ở đây có dâu tây từ đoàn menu, tôi nhớ là như vậy. Và lúc này mợ chân đã gục được dợ kinh rồi, mợ thì hơn vợ là chính xác rồi, còn gì nữa. ST Huyền Sinh Gái chưa có mạng ở gục nào. Bây giờ thì vòng bo sẽ gây áp lực lên cho cô ta cũng như là cho đối thủ của cô ta. Đây là team Thái Nguyên Baby. Rất lâu rồi tôi không rất lâu rồi cô nàng này chưa liên lạc với tôi. Tôi nhớ rằng trước đây khi mà team Thái Nguyên nó có tổ chức những cái custom thì tôi cũng có nói chuyện với cô nàng này 1-2 lần, nhưng mà có lẽ là thời gian đây cô ta hơi bận rộn với công việc của mình. Béo đã phải nằm xuống dưới cái họng súng của cô nàng. Vâng, chỉ là một người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp thôi, nhưng mà súng thì rất to và lực, một phát bắn tiện đối phương lên bảng đếm số luôn. Đây là COA V, mà V đang tiến tới gần chiếc chòi canh định mệnh ở trong khu vực xưởng cơ khí này. Lúc này thì ăn bún cũng đã cho Rose được đi về, đã ăn bún mọc sớm rồi. Lúc này thì COV đang bị bắn đến từ vị trí của AFO Ami. Cô nàng này có lẽ là sinh năm 1997. Tôi thấy trên tên của cô ta, tên Ami, có thêm một cái dấu 97 rất nhỏ bé và cực kỳ tinh tế. Team Thái Nguyên Baby đang bị tấn công đến từ vị trí của Ami 97, đã mất đi một ít lượng máu cho mình rồi. Lúc này thì Huyền Sinh Gái quyết định là sẽ bỏ lại dâu tây. Vâng, sẽ quyết định không giao chiến với dâu tây nữa, hay cô ta vẫn sẽ đứng lại để canh vị trí của dâu tây vào trong vòng. Đây là FO Army vẫn đang cố gắng tấn công với đối phương ở phía khu vực tháp đồng hồ. Đó là ES Baby và đó có thể là HN Vin vẫn đang tấn công, và tôi nghĩ là đây là sẽ là một pha lắc hình. Tôi nghĩ đây là một pha lắc hình đến từ Gaina Vify, và đó là lý do vì sao chúng ta thấy cô ta sấy vào trong hư vô. Vâng, còn trong khi đó thì TTN Baby đến
đến từ team Thái Nguyên thì đang quay tay loạn xạ và đã kết nối lại được rồi. Và lúc này thì TN Baby cô ta đang bị bắn rất gắt đến từ vị trí của đối phương. Bây giờ sẽ di chuyển ra đằng sau những cái tường bo này để có thể tránh đi sát đường đối phương hay chăng? ES Baby đang tấn công và lúc này COAV có mã gục vị trí của vợ anh chim rồi. Rất tuyệt vời là COAV có hai mã gục cân bằng được về số lượng kill với những người đang thi đấu rất xuất sắc ở trong bản đồ lúc này. Đang có một cái số những cái pha lút đồ HNV có mã gục tiếp theo ở vị trí của TN Baby. 3 mã gục cho HNV tính đến thời điểm này của bản đấu. Lúc này thì vì tiếp tục mở ngắm lên xả súng về vị trí của đối phương và đó là ES Baby. Lúc này thì cô ta đã quyết định là sẽ phải ngồi xuống chậm lại một chút, để có thể có những cái cơ sở để đi tiếp ở trong bản đấu này. Vòng bo của chúng ta nó đang từ từ thu lại, chỉ còn 10 giây nữa thôi. 18 người vẫn còn sống trong ván đấu này. Và liệu cô nàng nào sẽ là cô nàng mạnh nhất ở trong cái ván đấu mà quy tụ đến 41 game thủ nữ cực kỳ tuyệt vời này không? Đây là WG Lily. Và cô này thì cũng đã từng thi đấu cực kỳ xuất sắc ở trong một cái ván custom cách đây không lâu dành cho game thủ nữ. Lúc này thì có rất nhiều chiếc xe đang di chuyển qua. Và đó là một chiếc xe xanh. Đây là 75HBMI tấn công đối phương từ tầm xa bằng cầu MP40 rất ghê. Đó là 75HBMI và lúc này cô đang cố gắng đẩy tới, đã thay đạn xong rồi, tiếp tục xe sấy ở đầu vị trí đối phương hay chăng? Vâng, Kim Tâm không được quá tốt nhưng cô ta thay đạn nhanh ở đối phương. Đó lý do vì sao mà mạng hàng tiếp theo trong bản đấu này đó thuộc về 75HBMI. Nhìn thấy đối phương di chuyển qua gấp treo, BMI ngay lập tức mở ngắm lên tấn công. Đó là trình độ của một game thủ chuyên nghiệp, từng thi đấu đấu trường sinh tồn. Đừng bao giờ coi thường phụ nữ nha anh em nhá. Đây là 75HBMI mũ 1 giáp 3 đang cố gắng chạy bó vào mình. Trước mặt của BMI lúc này là Trà Mận. Nếu như bạn nào chưa biết thì cái team của Trà Mận cũng là một trong team nữ cực kỳ ghê gớm ở trong server của Việt Nam. Nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì team của Trà Mận này còn có cả cô nàng sò lông với trà sữa đó, bắn cũng cực ghê luôn. Nhưng mà trở lại diễn biến ban đầu lúc này, chúng ta vừa thấy đó là màn hình của bóng Suka và đây là mợ chân có một mạ gục bóng Suka đến từ đoàn Phúc Xá, một trong người chơi hiếm moi là nữ ở rank huyền thoại. Và thực ra thì tôi có chơi game con này một vài lần thì trình độ của bóng Suka rất cao và không có chuyện là những game thủ nữ này được các game thủ nam bắn hộ đâu các bạn ạ. Mà trình độ của người ta cao như vậy đấy, nhiều ông là hay Gato lắm. Tôi biết là nhiều ông rất thích Gato, kiểu mấy bạn này bắn này chắc là đưa máy cho bạn nam nào bắn gì không đâu. Trình độ của những game thủ nữ này nó cực kỳ cao luôn và đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Đấy là cái thông điệp mà tôi đang nói đến cho các bạn đây. Lúc này bóng Suka sẽ mò ra và ngay lập tức có một pha sấy tuyệt vời vị trí vỡ đầu của mợ chân cực hay. Đó là bóng Suka trong pha xử lý vừa rồi, cô ta chạy lên tìm một cái điểm cao hơn sấy và có một pha headshot tốt ngay khi mà đối phương ló ra khỏi tường băng. COAV đang tiến đến rất gần vị trí của bóng Suka rồi. Đây là ESBaby và đang đuổi theo cô ta. Đằng sau lưng cô ta có WG Bullline và nhưng mà có lẽ là Bullline không có xe, đó là lý do vì sao mà ESBaby cô ta quyết định là sẽ chạy bò ra mép vòng, sẽ có một pha drip. Vâng, drip cực tốt đến từ vị trí US Baby. Lúc này ở bên tay trái chúng ta sẽ có ST Huyền Sinh Gái, nhưng có lẽ là US Baby sẽ không biết điều đó, tiếp tục chạy trong vòng, đang tiến đến gần vị trí của Hanna Vịt cũng như là TAT ăn bún đi. Ở đằng xa chúng ta còn có SCVG Min Lisa đang ở gần đây nữa. CAV chúng ta nhìn thấy bóng Suka đi qua ngay lập tức có một pha sấy ngay vào người của đối phương, nhưng bóng Suka tốc độ di chuyển rất nhanh, có lẽ là đang trên một chiếc xe. Còn lại 15 người chơi còn sống và đấu chúng ta đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Các tên đủ nữ ai cũng muốn được trở thành cái người vinh danh ở trong bàn đấu này ở vị trí top 1 và tôi nghĩ rằng là cái mức độ cạnh tranh của phụ nữ thì đôi khi nó còn ghê hơn đàn ông rất nhiều. Đây là TAT ăn bún đi và đã nằm xuống dưới họng súng của HNV rồi. Vịt Van der Rey, cô ta có 4 mạ gục và cô này tên thật là Huệ nha anh em nhá. Và cô này tên thật là Huệ và cô ta đã cho đối phương biết thế nào là gọi là vịt om xấu anh em ạ. Đây là bóng Suka của đoàn Phúc Xá. Bóng Suka vẫn đang trên chiếc xe tiến về phía của đối phương. Lúc này trước mặt cô ta sẽ có 75HBMI cũng như là Trà Mận và không biết là bóng Suka sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này. Vâng, đó là một pha bị bay lên trời. Tôi tin là pha bay lên trời. Tôi nhìn thấy cái nền của đằng sau cái bản đồ mở ra vừa rồi. Miliza có mạ gục vị trí của dâu tây nhưng sụt nè, hạ gục được 75HBMI cũng còn M79. Lúc này HP su tỉ của cô ta cố gắng tiến trong vòng. Bóng Suka đã bị nằm xuống rồi, chỉ còn lại 11 người chơi trong trận đấu này mà thôi. Lúc này su tỉ đang cố gắng tiến sâu trong vòng xe hướng đến căn nhà lớn để tìm một điểm cao với chăng. Có một chiếc xe ở đây, su tỉ ngay lập tức đặt ra một tường băng để tránh những việc đối phương lấy xe hút vào người mình.
giữa SCBG Minli ra. Lúc này chúng ta đang cố gắng kiểm soát hướng di chuyển của đối phương đang đi vào trong vòng. Ở bên tay trái chúng ta lúc này sẽ có ST Huyền xinh gái Minli ra nhảy ra hạ gục ngay HN Vịt hơi đen, cô ta bị kẹt lại trong ngoài vòng, không rõ lý do vì sao cô ta không tiến được vào trong vòng. SCBG Minli ra có hai mạ gục rất tuyệt vời. Trà Mận đến thời điểm này, Trà Mận vẫn chưa có mạ gục nào trong trận đấu này cả. Đây là một điều lạ. COA Bông vừa nằm xuống dưới cái họng súng của SCG Minisa rồi. Đây là một điều kỳ lạ vì nếu như tôi nhớ không nhầm thì Trà Mận là một trong người bắn cực kỳ hay đến từ quân đoàn Menu. Và tôi không nhớ là quân đoàn Menu hay là quân đoàn nhà hàng B52 nữa. Và nếu như mà các bạn có người chơi ở một trong hai quân đoàn này thì đừng quên comment dưới clip này nhá. Punlai hạ gục được HP Su Tỷ và quá đen cho leader team đất cảng, thì cô ta phải nằm xuống dưới tay của một thành viên đến từ WAG. Punlai mũ 3 giáp 3 có trong tay của Rosa cũng như là MP40. Thì lúc này thì cô ta sẽ cố gắng là phòng ngự ở đây thôi. COAV tiếp tục có mạ gục, vâng, và cô V này thì bắn khá ghê đây. Ba mạ gục tính thời điểm này của ván đấu. Một điểm khá thú vị là V sử dụng nhân vật Cowline nhưng cô ta hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một khẩu shotgun nào. Vâng, ESBB định dùng xe để húc vào vị trí của Huyền Sinh Gái. Huyền Sinh Gái thì không những sinh gái mà còn thông minh luôn. Và đó là mạ hạ gục dành cho Huyền Sinh Gái rất nhanh và nguy hiểm. Đây là Minisa đã phát hiện ra Huyền Sinh Gái rồi, tấn công nhau rất ghê bằng bở ống ngắm lên bắn cực nhanh. Nhưng với khẩu AK với độ giật lớn thì có lẽ là Minisa sẽ khó có thể hạ gục ngay, nhưng lúc này Huyền Sinh Gái cũng đã mất đi khoảng 90% lượng máu của mình rồi. Có lẽ cô ta cũng đang bị một đối phương khác tấn công cùng trong tình huống này. Trà Mận cũng như là hai người chơi khác Kona và đó là vẫn còn một người chơi nữa đang giao tranh, năm người chơi đang giao tranh ở trong cái tình huống cuối này của ván đấu. À, đó là Sụt nè đến từ Game TV. Đây là SMG Milisa vẫn đang cố gắng sấy để vỡ đi cái tường băng của Huyền Sinh Gái. Huyền Sinh Gái hết máu rồi, bây giờ cô ta chỉ biết đứng đây và gọi là hóa đá thôi. Vâng, làm sao mà có thể thoát ra khỏi tình huống này. King of Fight Kona có mạ gục tiếp theo trong ván đấu này, chỉ còn lại 4 người còn sống. Cả bản đồ chúng ta lại mở lên không cần thiết trong tình huống này, không cần thiết phải mở bản đồ lên lúc này làm gì cả. Chỉ cần chuyển camera giữa những người chơi là quá đủ rồi, chỉ còn nói 4 người mà thôi. Vâng, Trà Mận đang thi đấu cực kỳ chủ động ở trong tình huống này. SMG Minisa hôm nay cô ta quyết định sẽ nấp ở đây. Kona đang lái xe đi qua nhưng tôi không nghĩ rằng Kona phát hiện ra có SMG Minisa ở đây. Huyền Sinh Khái tưởng như cô ta sẽ phải nằm xuống trong cái tình huống lúc trước, nhưng lúc này cô ta vẫn đang đi với 25 máu, nhưng mà Minisa phát hiện ra rồi. Chỉ chờ có thế mà thôi. Minisa có mạ gục tiếp theo và trở thành một trong top 3 người có mặt ở trong cái top cuối cùng này của ván đấu. Lúc này thì Minisa, Trà Mận cũng như là cô nàng đó là Trà Mận, Kona và Minisa, vâng, rất nhiều chữ A. Vâng, Minisa và Kona và Trà Mận, rất nhiều chữ A ở trong cái tình huống này. Còn lại 3 người còn sống mà thôi. Ai sẽ là người chiến thắng trong pha thi đấu này? Với những cái pha thi đấu mà chỉ còn lại 3 người thôi thì một người luôn sẽ hy vọng là hai người kia sẽ có những cái pha giao tranh với nhau trước để mình có một cái lợi thế mang tên là ngư ông đắc lợi. Trà Mận quyết định sẽ đổi vị trí nấp của mình, cô ta sẽ quyết định sẽ công ở vị trí của Minisa. Quá đen này Minisa rồi, hôm trước ăn ở như thế nào mà bây giờ bị hai người công vào. King of Fight Kona hạ gục được Minisa, nhưng mà Trà Mận mới là người chiến thắng, và đó là cái mạng hạ gục duy nhất của Trà Mận ở trong ván thi đấu này. Người ta đã nói rồi, giết nhiều không giúp bạn chiến thắng mà sống dai thì bạn mới có thể trở thành huyền thoại. Và rất cảm ơn các bạn đã đến với Rika Gaming và ván đấu cực kỳ thú vị với 41 cô nàng nữ này. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong lát trước khi trở lại ván đấu thứ hai của giải đấu mang tên đó là Hoa Hồng Thép của cái là Free Fire này.